Sau khi tỉnh Bạc Liêu công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn lên cấp 4 vùng đỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh đã ra thông báo chỉ được bán vé số tại bàn, không được đi bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh công bố cấp độ 4. Dù có nhiều bất lợi trong việc tiêu thụ, song hầu hết những người bán vé số đều chấp hành nghiêm để bảo vệ sức khỏe chính mình và khách hàng trước dịch bệnh COVID-19. Khi nhận được thông báo của công ty sổ số kiến thiết, các đại lý cấp 1 đã nhanh chóng thông báo cho các đại lý cấp 2 người nhận vé số bán dạo. Theo đó, từ 12 giờ trưa ngày 2 tháng 11, các hoạt động bán vé số dạo ở địa bàn công bố dịch cấp độ 4 phải tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Người bán vé số chỉ được bán tại chỗ và trang bị phòng dịch an toàn. Trước thông báo này, nhiều người bán vé số có điều kiện đã trang bị tủ hoặc một chiếc bàn, chọn nơi bán phù hợp. Dù biết khi bán tại điểm cố định, lượng tiêu thụ vé số sẽ giảm nhiều, song vì sức khỏe cho mình và khách hàng, những người bán vé số đã tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch. Dự định thì bán thì tại chỗ thì chắc có thể anh làm cái bàn gọn 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 thôi, mình bán cho nó tạm ổn rồi để đi gửi dưới thời điểm do nó qua điểm này đi, có gì sau này có đổi lại trình hoặc cái gì đó thì mình bán tiếp tục bán dẫn nó bán dạo lại. Ví dụ một lần mình vô mình bán ngày 500 tờ thì lúc này còn khoảng từ 300 trở lại thôi, thì cái đó thì nó cũng hơi ít mà điều cũng được, cũng tạm ổn cũng được, nói chung thì khoảng 300 thì lợi thì cuộc sống cũng được. Cũng mấy ngày tiêm một mũi rồi mà bữa nay là cũng được đâu 20 ngày rồi. Đi bán vé số dán tiêm sao mà cho được hai mũi chích để mang in một cái tấm bản này mang vô người dân, khách hàng sẽ thấy người ta thận trọng, người ta sẽ mua. Còn không có đeo cái này là không bao giờ người ta vẫn mua, mà 10 phần nó đã bớt hết 9 phần. Mình ngồi mình phải trang cái cửa kiến. Và cái thứ hai mình thận trọng cái kiến đồ với loại cồn. Về tới nhà tiền mình vẫn sạch, mình phải ngựa thận trọng. Khi bán vé số tại chỗ, người bán vé số phải luôn tuân thủ thực hiện 5K, tạo sự yên tâm cho cả người mua lẫn người bán, góp phần thực hiện tốt công tác phòng dịch. Chung là đứng bán thì nó vẫn an toàn hơn là mình đi dạo. Nói người ta là giờ dịch đó, mình đứng khoảng cách cho nó có độ an toàn hơn và sát khuẩn vậy. Người ta lại mua thì mình nói là giữ khoảng cách và xịt khuẩn là một cái tối ưu trước tiên. Vé số là mình thường là qua cái rổ này truyền qua rồi giao, chứ không phải trực tiếp tay trao tay mà cho qua cái rổ, trả tiền cũng qua cái rổ luôn rồi xịt khuẩn. Thế nhưng đa phần người bán vé số trên địa bàn tỉnh là những người có hoàn cảnh khó khăn, do đó không phải ai cũng có đủ các điều kiện như tiêm đủ liều vaccine, có điểm bán cố định, trang bị bàn, tủ bán đúng quy định phòng dịch để tiếp tục bán vé số. Trong tình hình lúc này thì dịch bệnh thì nhiều, nên một số người đi bán số rất là khó. Người ta không được tiêm ngừa đầy đủ nên người ta không dám đi. Vé số bây giờ đi trả cũng vậy, cũng phải đi qua dịch, phải đi kiểm rồi tùm lum chuyện hết trơn nên là nó rất là khó. Bây giờ thì có thể tạo điều kiện sao mà để cho người dân được chích đầy đủ thì người ta mới tự tin đi bán được. Ai cũng muốn bảo vệ sức khỏe cho mình, nhưng do gánh nặng mưu sinh nên những người bán vé số phải chấp nhận liều mình trên những góc đường con phố. Dẫu vậy, nhu cầu mua vé số của người dân đã giảm hẳn bởi những khó khăn kinh tế cùng với sự e dè trước dịch bệnh. Mất nguồn thu nhập hoặc thu nhập sụt giảm đã khiến những khó khăn trong cuộc sống của những người bán vé số dạo càng thêm chồng chất.